Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Và trên tay mình đây đang là chiếc Realme V15. Hiện tại thì chiếc smartphone này nó được bán sách tay tại thị trường Việt Nam với mức giá rơi tầm khoảng là 5 triệu đồng. Vậy thì với 5 triệu đồng thì chiếc Realme V15 này nó có những gì, giá trị sử dụng của nó như thế nào? Thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi chia sẻ nhanh cái sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về phần thiết kế của chiếc Realme V15. Thì nó cũng sẽ có một thiết kế khá là quen thuộc đối với dòng sản phẩm Realme, thương hiệu con của Oppo mà thôi. Mà lưng sau của sản phẩm này thì nó sẽ được làm theo chất liệu đó chính là nhựa và được làm theo dạng nhám, giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy có một chút để lại vân tay, nhưng mà nó đỡ hơn so với mặt lưng kính bóng. Phần khung viền của nó thì cũng sẽ chỉ được làm từ nhựa mà thôi, và nó cũng sẽ có phần độ màu sắc hiệu ứng gradient tương tự như ở phần mặt lưng. Và mặt lưng của sổ này thì nó sẽ có một cụm 3 camera được xếp theo chiều dọc. Về thông số kỹ thuật thì ống kính chính của nó sẽ có độ phân giải là 64 megapixel, ống kính góc siêu rộng là 8 chấm và ống kính chụp ảnh macro là 2 chấm. Phía bên cạnh thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED và dòng chữ 64 megapixel AI camera. Phía bên ngoài góc dưới đây thì nó sẽ có logo của Realme. Mặt lưng sau của sổ này thì nó sẽ được làm theo dạng cong ấy, thì sẽ giúp cảm giác cầm nắm trên tay khá là thoải mái. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình với kích thước đường chéo là 6,4 inch, độ phân giải là Full HD+, và tấm nền được trang bị ở trên màn hình của sản phẩm này đó chính là tấm nền Super AMOLED. Tuy nhiên thì cái tần số quét màn hình của nó chỉ dừng lại ở mức là 60Hz mà thôi, nhưng tần số lấy mẫu cảm ứng sẽ là 180Hz. Vậy nên là nó sẽ cho cái phản hồi khi mà các bạn chạm mở ứng dụng thì nó sẽ là nhanh hơn. Về cái trải nghiệm hiển thị ở trên màn hình của sản phẩm này nó khá là ổn, màu sắc lên tươi, rực rỡ, độ tương phản tốt. Độ sáng màn hình của sản phẩm này nó cũng khá là ổn với mức tối đa là 600 nit. Màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ là một cái màn hình dạng đục lỗ, và phần đục lỗ thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và chiếc Realme V15 này thì nó cũng sẽ tích hợp chúng ta một cụm cảm biến vân tay ở phía bên dưới màn hình, và cái tốc độ phản hồi cũng nhận diện của nó khá là nhanh. Tuy nhiên thì mình thấy là cái cụm cảm biến vân tay của nó thì được đặt hơi thấp một chút, mình sẽ phải hơi với tay nếu như mà mình cầm một tay. Một vài chi tiết khác về thiết kế thì ở cạnh bên phải nó sẽ có phím nguồn, cạnh bên trái đây thì nó sẽ có phím tăng giảm lượng, ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một khay SIM. Và cái chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là 2 SIM và không hỗ trợ khe cắm thể nhớ ngoài. Tiếp theo thì nó sẽ có mic đàm thoại này, cổng sạc USB Type-C và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên đây thì nó sẽ chỉ có duy nhất một cái mic phụ để thu âm mà thôi. Và đó tổng quan về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Realme V15. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Realme V15 thì nó sẽ được trang bị một chip đến từ MediaTek, đó chính là con chip Dimensity 800U. Và con chip này thì sẽ hỗ trợ chúng ta công nghệ kết nối mạng 5G. Với dung RAM thì nó sẽ có hai phiên bản bao gồm 6 hoặc là 8GB, bộ trong là 128GB. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng đó chính là 4310mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 50W thông qua cổng sạc là USB Type-C. Tuy nhiên thì Realme cũng sẽ tặng kèm cho chiếc smartphone này ở trong hộp đựng đó chính là một củ sạc với tốc độ tối đa lên tới là 65W. Về điểm số AnTuTu thì cái chiếc máy này nó sẽ rơi tầm khoảng là 336.000 điểm này. Điểm CPU đạt được là 97.000 và điểm GPU đạt được là 96.000 với nhân là Mali G57 MC3. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện Realme UI 1.0, và trong tương lai thì nó sẽ được cập nhật lên Realme UI 2.0 dựa trên nền tảng đó chính là Android 11. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi chia tay nhanh về chiếc Realme V15. Và cái chiếc này hiện tại nó đang được bán sách tay tại Việt Nam với mức giá rơi vào tầm khoảng là 5 triệu đồng. Với 5 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại với màn hình AMOLED cho cái độ tương phản cũng như màu sắc lên rất là tươi. Chất lượng hiển thị của cái màn hình này nó khá là ok. Cái thứ hai đó chính là về cấu hình của nó khá là ổn với con chip Dimensity 800U và có hỗ trợ kết nối mạng 5G. Và cuối cùng đó chính là viên pin có dung lượng là hơn 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh với công suất lên tới là 50W. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Realme V15 thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.